Xin chào anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu với anh em là cái cách mà set up cái bộ mạch này nha. Bộ mạch này mình đang cần là sao nó mờ căm vậy ta. Đây nha anh em. Ở đây mình quay cái chỗ này nó sáng quá đó. Thì cái màn hình này nó hơi khó nhìn. Hả? Bầu trời sáng quá thì cái màn hình nó sẽ khó thấy nha. Này, ở đây là mình có thể chọn được là từng khu nha, nhánh bằng cảm ứng nha, khu 2 nè, khu 3, khu 4, khu 5 gì đó. Rồi mình chỉnh cái thời gian nha anh em. Đây ví dụ như mình chỉnh là nó sẽ ra cái bảng màn hình là bao nhiêu phút 30 giây nè. Đó. Mình chọn nó vô xong mình lưu lại nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ chạy thử cho anh em coi nha. Chạy thử coi nha. Đây. Thì cái mạch này nó setup như thế này. Là cái chỗ này là cộng trừ ha. Cái bộ mạch này có 8 khóa này. Cộng trừ. Cộng trừ là sao? Cộng trừ là cái mạch van điện từ này á, là đây là dây đen là dây trừ nha anh em. Còn dây đỏ là cộng nha. Đây. Cái này là hiện tại mình đang để chế độ là close hết nha. Này. Close nếu mình mở ra là nước nó sẽ ra này. Mở cái này là auto hoặc là open nha. Đây auto là không có gì hết nhưng mà open nó ra này, thấy không? Đó. Nước nó ra nha anh em. Đó, mình qua đây là nó khóa lại nè. Được chưa? Rồi. Auto mở ra. Ok. Tắm lại nha. Rồi mình mở ra cho anh em coi nha. Open nè. Rồi đóng lại. Mở ra nè. Đấy. Thì cái van này phải có app nó mới mở ra được nha anh em. Còn ví dụ như là app nhỏ xíu là nó không có mở được. À, nói về cái đặc thù với cái van này. Cái van này ở đây á, là 34 cũng như là 49, 60 là sử dụng là loại màu xanh lá này nè. Nhớ nha anh em, van điện từ màu xanh lá này là 12 đến 24V. 9V nó cũng mở được nữa. Ở trong này nó có một cái motor ở trong nha anh em. Đó. Và nó chỉ có bật cái là nó bật cái này lên rồi bật này xuống. Thì mình xài cục pin á là mình gắn cộng trừ nó sẽ mở và trừ cộng thì nó sẽ đóng. Đây mình test thử coi thử nó chạy nha. Rồi bây giờ là mình sẽ cho nó chạy thử nha anh em. Rồi bây giờ là cái mạch này á là cái chỗ kích hoạt của nó là nằm ở đây. Nếu mà bây giờ mình nhấn cái này á là nó sẽ mở van và đóng van. Đây. Đó là nó mở liền ha nha anh em. Thì ở đây nó chạy có mấy giây à. Sau đó đóng, nó mở cái van 2 rồi thì nó sẽ tắt cái van 1. Hả? Nó mở van 3 xong tắt van 2 nè. Đó van. Anh em thấy không? Nó mở van 4 rồi đó. Đó mở van 4 rồi tắt van 3. Đó. Là do cái chu trình. Do cái chu trình ở trên này. Đó là nó chạy. Nó đang chạy bao nhiêu đó ha nha anh em. Đó. Thì khi mà chạy xong cái chu trình á là cái này nó sẽ ngưng. Vẫn cắm điện vậy nha anh em. Bây giờ mình sẽ gắn cái bộ cảm ứng cho anh em coi là cái bộ timer chứ nha. Rồi bây giờ mình có một cái timer đây nha anh em. Timer nè. Bây giờ cái timer này á là thay vì cái dây kích hoạt này là mình bấm như nãy á, là mình cắm vô đây ha. Cắm vô đây thì cái cục timer này cũng khá là rẻ nha anh em, nằm đâu đó trên thị trường từ tùy nơi bán nha, 100.000 đến 200.000 tùy nơi bán nha anh em. Bên mình bán thì nếu anh em mua giá rẻ thì không bảo hành, còn có bảo hành thì mình tính giá gấp đôi. Còn anh em
đâu đó năm tầm chắc là tầm 200 á, thì chẳng qua là vì bảo hành thôi nha, hư là mình đổi. Còn nếu mà anh em mò trên mạng mấy anh em mua thì nó sẽ rẻ đấy, tại vì bên bán cho mình họ cũng không bảo hành, mà mình buộc phải bảo hành cho anh em á thì mình sẽ phải tính giá cao hơn để mà một đổi một ha. Còn nếu anh em mua giá mà rẻ thì nó sẽ không bảo hành, hư anh em mua cái mới nha, mua cũng từ mình luôn mà mua cái mới luôn nha. Này mình cũng thẳng thắn luôn ha. Bây giờ cái này là mình mới, ví dụ mình bấm on nè, mình giả sử mình bấm on này nha anh em, mình bấm on ở đây này là nó sẽ đỏ lên và cái van nó chạy luôn nè. Đó anh em thấy không, nó chạy rồi đó, nó chạy đúng cái chu trình nha anh em. Nó cũng chạy đúng cái chu trình mà mình đã set up ở trên này nè. Ở đây mình set up có mấy giây à, còn mình muốn tưới bao nhiêu phút đó là tùy mình nha. Đây anh em nghe cái kêu chậm này. Đó, nó tắt rồi đó anh em. Tất nhiên là ở trên này có một cái cổng bơm nha anh em. Đây, cổng bơm nè. Nó có cổng bơm nha. Thì cứ hễ mà nó mở van á thì nó sẽ mở van trước, sau đó nó mới mở bơm ha. Còn cái này á, là mình chỉ hẹn giờ thôi, là ví dụ như bây giờ là bao nhiêu giờ mình không biết, là hôm nay là thứ hai nha anh em. Bây giờ mình sẽ coi giờ xong rồi là mình kiểm tra lại ha, coi thử là tất nhiên là cái cục này á, anh em muốn wifi ấy, thì anh em mua cái cục này cục wifi nha, mua cái cục này là cục wifi, cũng là hẹn giờ theo dạng là wifi qua app nha. Có mình có wifi thì mình hẹn qua wifi. Ở đây là bây giờ là 15:38 nha anh em, 15:38 đây, mình sẽ mở nó lên là 15:38 thì mình sẽ chọn nó là mình sẽ chọn cái này mình chỉ sơ cái cách để anh em sử dụng luôn nha. Ở đây là lâu quá mình không xài không nhớ. Đây on ha, 15:38 thì mình sẽ để là 15:00 cái này là nó có chế độ là on là 9 off 9 10 11 12 là một ngày nó có thể mở được 6 lần 16 lần ha. Mở và tắt 16 lần ha. Bây giờ mình chọn là 15 giờ, hồi nãy là mình coi là 15:38 thì bây giờ mình chọn là 15:41 đi. Tại vì trong cái thời gian mình chỉnh nữa ha. Rồi off ha, 15:00 15:04 mấy đó tùy mình ha. Thì tại vì trong cái quá trình là mình on á, mình on thì sau đó mình off bao lâu cũng được hết, thì cái off nó phải nhiều hơn cái chu trình. Ví dụ như là mình có 8 van, mỗi van 10 phút thì nó là 80 phút thì mình phải cộng thêm nó nhiều hơn nha. Mình để 16 giờ luôn đi. Ok. Rồi. Mình coi cái giờ này là 0:39 á, là nó sai mất rồi. Mình sẽ chỉnh nó lại là 15:39:40 gì đó ha, nhưng mà mình chỉnh ở đâu đây? Mình không nhớ là chỉnh ở đâu ha. Đây thì mình đã chỉnh lại là 15:40 rồi nha anh em. Đó. Thì đợi qua 15:41 á xem là nó có mở không nha. Đây mình đang mở ở chế độ là 15:41 này. Đó, 15:40 22 giây này nha anh em. Mình nhớ mở cái này lên nữa. Đó. Thì cứ qua 15:41 coi thử là nó có mở lên không nha.
nó mở lên là mình sẽ thấy được là cái van này nó hoạt động nha. Đó, đây mình quay tổng thể cho anh em coi nha. Đây, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60. Đó, nó mở nha anh em. Đấy, thì đây là van điện từ mà mình điều khiển đó, nó tự chuyển van nha anh em. Và nó mở cái van thứ 3 thì nó đóng van thứ 2, rồi mở van thứ 4 thì nó đóng van thứ 3. Thì bao lâu là do ở trên cái mạch này mình set up nha anh em, mình có thể set up được. Đây, mình có thể set up được nha anh em. Này, bây giờ trời nó tối hơn tí xíu rồi, anh em có thể xem nó sẽ dễ hơn tí xíu nè. Đó, cái này là cũng thiết khá là đơn giản ha, không có gì khó đâu nha. Đây, mình có thể là bấm khu máy này, khu 4 ha, khu 3, khu 2. Ví dụ như mình chỉnh là khu 1 này là mình chỉnh là thành lại là 10 giây nha anh em. Đây mình để là 10 giây. 1, 0. Đây là đang là 1 ha. 0 này. Rồi, ok nha. Sau đó mình bấm lưu nha. Lưu rồi mới được nha anh em. Rồi mình bấm qua khu 2 mà bấm quay lại khu 1 mà là 10 là ok nè. Đó, không biết là anh em có thấy không, tại vì cái màn hình nó hơi mờ. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cho nó chạy là anh em sẽ thấy là nó là 10 giây nha. Đây. Đó, đó. Chạy 10 giây nha anh em. Nó sẽ chạy lâu hơn những cái van khác. Những van khác là chỉ có 5 giây thôi. Đó, nó mở nè. Rồi. Bây giờ thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, nó tắt cái van. Thì đương nhiên là trước khi tắt van 2 thì nó sẽ mở van 3. Và cái này mình đã set up mạch là nó sẽ tắt trước, mở trước là 2-3 giây gì đó nha. Vậy là xong chu trình. Thì anh em có thắc mắc gì thì cứ comment vô cái YouTube của mình ha. Cảm ơn anh em xem video này nha. Xin chào, hẹn gặp lại nha.